Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu 10 TV. Trong cuộc đời của một con người nha quý vị, Nêu 10 nói ngày hôm nay là Nêu 10 phải nói cho nó ra ngô ra khoai. Tại vì là ngày hôm nay Nêu 10 là bỏ cơm, bỏ cháo luôn. Nêu 10 nghe xong câu chuyện này rất là tức, ấm ức. Mình tức giùm cho cái người trong cuộc. Mà tại vì sao quý vị hồi nào giờ thì Nêu 10 không có xài like đâu Nói chung là chuyện của ai thì người nấy người ta tự tự xử thôi Chứ mình chuyện của mình mình còn lo chưa xong mà mình lo chuyện của ai quý vị Nhưng mà cái ngày hôm nay mình nghe thì mình có hơi khó chịu trong lòng thì cái câu chuyện nó như thế nào thì nêu mười kể cho quý vị nghe rồi xong quý vị mình coi thử là nêu mười khó chịu là đúng hay sai hay là nêu mười tào lao nêu mười mà tào lao quý vị chửi nêu mười chịu nhưng mà nêu mười thấy ngày hôm nay cái câu chuyện này là mình ứa lắm mà mình phải nói cho quý vị cô chú anh chị mình nghe mình mét liền mình mét cho quý vị mình nghe liền thì bây giờ em kể quý vị nghe câu chuyện vậy Câu chuyện này là câu chuyện thật ngoài đời nha quý vị nha Thì uh, nêu nếu á cũng nghe được má nêu mời kể thôi Câu chuyện này á, nó bắt đầu là như vậy Thì má nêu mười á là cái người là đời trước đúng không Thì má nêu mời biết rất là tường tận cặn kẽ cái câu chuyện này Kể cho nêu mười nghe thì nó mới biết được chứ không nên không có quý vị có nhiều anh chị vô ném đá nói nhỏ này sao biết gành với chuyện hồi xưa sửa hồi xưa sao nó biết thì là tại vì mình nghe má mình kể nè quý vị thì mà, mẹ, mẹ mới kể nói á thì dưới tiền giang đó quý vị thì nó mời là ở tiền giang mà gốc gác tiền giang mà thì dưới tiền giang có một cái gia đình này thật sự mà nói là nó cũng thuộc dạng gia đình nghèo thôi nhưng mà nó không tới nổi là mạt quý vị nghèo nhưng mà không mạt nha à, thì nghèo thuộc dạng là giống như là cũng có cơm cơm có cháo con cháo cũng có cũng qua ngày qua bữa dư giả không dư giả à, thiếu trước hụt sau thì cũng không thiếu lắm thiếu ít ít thôi quý vị thì à, trong cái gia đình này á là có hai vợ chồng già sanh ra được hai hai đứa con hai đứa con trai. À cái người con trai còn người con trai uh, cả đó tên là Tài. Cái người con trai nhỏ đó là tên Tiến. Thì là hai anh em anh Tài và anh Tiến. Nhưng mà cái anh Tài á lúc mà lọt lòng ra đó thì không may quý vị. Do là giống như là sanh ra là anh Tài ảnh đã bị uh, cái vấn đề là bị câm bị điếc. Thì thường á là câm với điếc là nó đi đâu với nhau quý vị. Tại vì thường câm là nó bị điếc à không biết tại sao á, nói chung là nó nó có dây mơ gãy má gì á, cho nên là câm là điếc theo luôn. Thì uh, lúc mà sanh ra không nghe tiếng con mình nó khóc. Nó thì làm mọi cách luôn mà con nó không khóc là coi như cái thời đó thì nó đâu phải là y học như bây giờ mà mà đẻ ra rồi biết làm cái này cái kia kiểm tra đâu có gì lúc đó đẻ ra mà bà mụ bà thấy không có khóc thì bà, bà, đánh bà đánh bọp 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 thí dụ bà dỗ dỗ vậy đó mà nhỏ cũng không khóc không qué thì liên tục vậy luôn cho tới khi mà nó nó mấy tháng rồi mà nó cũng không có động tĩnh gì không khóc không la gì có nghĩa là nó bị câm ngủ gì thì càng ngày lớn lên á thì cái anh tài này anh bị điếc nữa vừa câm vừa điếc thì thôi đi đằng này trong cái khoảng thời gian lúc mà còn nhỏ thì quý vị biết rồi ngày xưa đó thì con nít nó hay bị nóng hay bị nóng hay bị bệnh mà hễ mà nó nóng á, như bây giờ nóng thì hốt đi vô bệnh viện liền còn ngày xưa đó là ở dưới quê mà nông thôn quý vị không phải là hở ra là đi ra trạm y tế là có liền mà nhiều khi trạm y tế nó cách xa nhà rất là xa thì anh tài này đó, lúc mà lọt lòng ra số khổ lắm vừa câm vừa điếc vậy thôi đi còn bị thêm cái sốt cao hốt vô trong trạm xã đó quý vị thì người ta báo á là ảnh bị viêm bằng não đó thì quý thầy vị thấy đi thật ra là cứu sống là cũng là phước chủ mai thầy nói chung là cũng phước lớn mạng lớn mới sống được qua cái trận bị viêm màng não đó quý vị nhưng mà sau khi mà trị xong cái viêm màng não hết rồi thì ảnh về giống như là sau này ảnh lớn lên á thì ảnh cũng có hơi giống như là bị thiểu năng á hơi bị kịp hậu thiểu năng thì nó không đến mức là thiểu năng nhưng mà giống như là nó hơi bị giống như là cái tính nó có hơi khù khờ khù khờ cái tính nó hơi khờ một chút nhưng mà thật ra là mọi thứ mình nói ảnh đều hiểu, ảnh à, làm đều được hết á, ảnh nghe được, ảnh ảnh bị điếc thôi nhưng mà vẫn nghe được mà quý vị, ảnh vẫn chịu khó đi làm phụ gia đình kiếm tiền, câm điếc nhưng mà đi là ai kêu làm gì là làm đó. Thì má của ảnh á mới đi ra ngoài giống như là đi làm cho người ta là đi làm nạo dừa mướn quý vị, làm nạo dừa mướn thì ảnh mới đi theo má là mỗi ngày á, ảnh là có cái nhiệm vụ là ảnh đi bổ dừa tức là dừa dừa khô á mà người ta đem lại cho ảnh tức là người ta tập hợp dừa khô cái có có một cái chỗ nào người ta đem dừa khô tới ngay chỗ cái tiệm bà đó người ta bán dừa khô cho bà đó bà đó thu vô xong thì đưa qua cho anh tài anh tài á, sẽ lấy dao bổ trái dừa khô ra xong rồi tách nước ra nước rồi bắt đầu á, thảy qua cho bà má bà má mới nạo cái gì thì hai má con đi làm cho người ta vậy đó làm công chuyện là nạo dừa khô đó thì uh, nói chung á, là ảnh á, là làm công nghệ công việc tay chân đó thì nó đâu có cần nói chuyện đâu có gì chỉ cần là làm tay chân thôi cho nên là ngày qua ngày đắp đổi thì cũng kiếm ra được uh, cũng kiếm được tiền phụ gia đình rồi hai má con uh, ảnh mỗi ngày thì ảnh chở má đi làm bằng xe đạp cứ vậy đó thì hai má con mỗi ngày là đùm bọc qua lại nhau thì động phát ba của anh tài mất quý vị để lại cho má anh tài một mình nuôi hai đứa con là anh tài với anh tiến thì anh tiến ảnh trưởng thành thì nói chung ảnh á, là lành lặng hơn anh tài gánh hết rồi cho nên anh anh tiến này ảnh được phước phước phần hơn là ảnh là tay chân liền lạc bình thường mọi thứ trí tuệ minh mẫn quý vị nhưng mà gia đình nghèo nên anh tiến cũng không có được ăn học cao rồi cuộc đời thì hai anh em cũng còn toàn là đi làm công làm lao động chân tay không à làm thuê làm mướn không à nhưng mà được một cái thì anh tiến ảnh thuộc dạng là không có bị uh, câm bị điếc không có bị uh, khù khờ thành ra đó là ảnh uh, nhanh nhẹn hoặc bát linh, linh hoạt hơn ảnh là ảnh đi ra ngoài ảnh làm kiếm tiền nhiều hơn mà ảnh cũng có nhiều cơ hội là quen biết cô này cô kia hơn còn anh tài á, thì cái số của ảnh vậy đâu có con nhỏ nào mà nhào vô chịu hốt đâu quý vị thì mình nghe tới đây thì mình nghĩ anh tài vậy là coi như anh sống vậy coi tới già đúng không quý vị nhưng mà chưa đâu em kể quý vị nghe thì tới một cái ngày hôm đó thì anh tài anh vẫn đi nào vừa nào vừa vậy đó thì có một cái cô đó cổ tới cô này á là cổ tới là ngày nào cũng vậy cổ cứ tới đều đặn đều đặn để mà cổ mua bánh canh mua cái gì mua dừa khô về à, để mà để cho má cổ mà mỗi lần cổ mua mua số lượng rất là nhiều mua mấy ký dừa khô vậy đó đem về cho má cổ để má cổ dắt nước lấy à, cái nước dừa nước cốt dừa khô để mà má cổ làm cái gì bánh canh bột sắt quý vị má cổ á, là bán bánh canh bột sắt nha thì uh, má cô này á, là bán bánh canh uh, bánh canh vịt ở dưới tiền giang thì quý vị biết là nổi tiếng là bánh canh bột sắc mà bánh canh dịch mà thì má cô này là bán cái món đó cho nên ngày nào á má cô này cũng sai cô này đi lại ngay chỗ này uh, mua dừa khô về để má cổ làm thì uh, cô này cổ cũ tới cũng mua á mấy lần đầu thì anh tài anh không có để ý tại vì ảnh uh, tới á thì má của ảnh là cái người nạo dừa rồi đem dừa ra bán cho cô này chứ ảnh không có tiếp xúc mà cái ngày hôm đó thì má anh bệnh một mình ảnh tới làm thôi cho nên thành ra là ảnh vừa là bổ vừa rồi ảnh là vừa là cái người mà nạo vừa luôn thì cô này tới mua thì trúng lúc là gặp ảnh đi quý vị ảnh à, mới tiếp xúc cô này thì ảnh mới biết ra là cô này cũng câm giống mình luôn cô này cũng bị câm y chang mình luôn thì bây giờ hai người bị câm tới với nhau quý vị cho nên á, là anh này ảnh kiểu như là ảnh cảm thấy như là ảnh uh có một cái người đồng cảnh ngộ mặc dù người ta khờ khờ nhưng mà người ta vẫn có trí tuệ người ta vẫn hiểu nhận biết chẳng qua là người ta chậm chậm tiêu hơn người khác thôi nhưng mà người ta vẫn hiểu được hết cái gì thì anh mới thấy là cái cô này giống như là đồng cảnh ngộ với mình thì hai người mới bắt đầu là từ từ anh này anh cũng giống như là quý quý cô này rồi cô này ngày nào cũng tới mua mua vậy đó thì hai bên nó cũng giống như từ từ rồi làm quen nhau rồi cũng thích nhau thì quý vị hỏi làm cách nào mà quen nhau được thì cái chuyện nói chuyện của người ta chuyện lúc mơ nếu nếu kể chi tiết quá thì nó dài dòng quý vị thì đại khái là trong cái quá trình đó cô này đi tới lui mua mua vậy đó thì hai bên quen biết nhau thì cô này cũng thích anh này mà anh này cũng thương quý cô này. Thì khi mà anh này mới nói với gia đình là bây giờ là nói với má đó là bây giờ anh này cũng muốn lấy vợ muốn cưới cô này à, tại vì là cô này giống như là giờ chung số giống ảnh không có chê ảnh cho nên là ảnh muốn cưới cô này. Thì bà má bà cũng thấy cô này cũng là cái thuộc dạng đứa con có hiếu Ngày nào cũng đi ra đây mua dừa đều đều Vậy đem về cho má để mà phụ má làm bánh canh bột sắt Thì bà má cùng anh này cũng Bà má của anh Tài thấy cái con cô, cô bé này cũng ok Nên thành ra là mới đi dặm ngõ Để mà cưới cái cô này Cái cô câm đó đem về cho anh Tài Hai vợ chồng cưới nhau về Thì đắng lý ra là đắng lý Cưới nhau về rồi á thì cái cô đó cô ở nhà cũ sẽ có cái nhiệm vụ là cơm nước này kia mỗi ngày à lo bếp nút nhà cửa rồi còn mà mẹ con của anh tài thì vẫn đi làm cái công việc nạo dừa đó quý vị còn anh tiến á thì ảnh đi làm công cho người ta làm thợ hồ thành ra mỗi lần mà xây nhà xây cửa là ảnh đi theo à, chủ thầu á là anh đi mà có khi ảnh đi mấy tuần lễ có đi khi ảnh đi cả tháng anh mới về nhà quý vị thì uh, bây giờ là cái cuộc sống đó ngày qua ngày như vậy là anh tài bây giờ anh đã có niềm vui rồi tại vì anh đã có vợ rồi ảnh mừng lắm quý vị bây giờ có bạn tri kỷ tâm giao rồi thì uh, tới một cái ngày hôm đó thì cái cô vợ của ảnh là ở nhà một mình lui cui lui cui làm chuyện vậy đó quý vị rồi không biết xui rủi làm sao bị điện giật thì cô vợ cổ mất đi quý vị bởi nên là em nói quý vị cái số người ta khổ rồi đó, là người ta khổ hơn nữa bởi vậy nên là giống như là nghèo là nghèo mạt luôn nói chung là khó đa phần vậy chứ mình không phải nói gì giống như là cái cái số con người mà kiếp này mà phải trả cái nợ rồi đó, là trả cho sạch đặng qua kiếp sau nó sướng hàng sau không hiểu nên là kiếp này mà hãy mà khổ nạn nó tới là nó tới nó dồn dập cái gì thì cái cô vợ của anh ở nhà đó lui cui có một mình ên thôi rồi bếp nút nấu cơm nấu nước rồi không biết chập điện chập đài nhà thì nhà kiểu nhà nhà cũ nhà kỹ mà quý vị thì ổ điện cầu dao nó cũng cầu chì rồi nó cũng cũ kỹ. Thì cái cô vợ này làm chuyện rồi không biết có ý y cái tay ướt rồi có bóp vô cái ổ điện rồi nó bị uh, giống như rò rỉ điện hay sao không biết thì cổ bị giật. Bắt đầu là hàng xóm người ta mới bủa dây vô thì người ta báo đi chạy ra chợ người ta báo tin cho hai má con anh Tài là uh, chị chị vợ của anh Tài ở nhà bị vậy 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 bắt đầu là anh tài ảnh lăn xăng ảnh bỏ xe luôn ảnh chạy chân chạy bộ chân không lúc đó giống như bị quản rồi đó quý vị cho nên là ảnh không có nhớ tới là ảnh còn còn được chiếc xe đạp mà lúc đó anh chạy bộ bằng chân không mà trong cái chân của ảnh không có đôi dép luôn ảnh chạy theo kiểu mà bị quản á chạy từ ngay ngoài chợ mà chạy về nhà bằng cái chân không quý vị thấy chịu đời nổi không chạy về tới nhà nhìn thấy vợ đơ cứng rồi quý vị đen thù lùi rồi thì ảnh nhìn xong rồi coi như giống như cái chuyện đó nó ám ảnh trong tâm lý của ảnh á sau khi vợ mất xong an tán vợ xong xuôi hết rồi ảnh mới uh, lúc mà là lúc mà là an táng ảnh có thề với lòng là ảnh sẽ không bao giờ lấy một người con gái nào khác tại vì ảnh cảm thấy giống như là vợ ảnh đối xử với ảnh từ ngày cưới về vợ ảnh vẫn rất là thương yêu hai vợ chồng rất là hạnh phúc giống như là vừa là bạn tri kỷ vừa là giống như người giống như là người bạn đời người người vợ người yêu của mình vậy đó nên anh 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 tài mới nặng cái tình cảm với cái người vợ này ảnh mới thề với lòng đó, là bây giờ ảnh đã cưới rồi trong cuộc đời ảnh chỉ cơ cưới một người vợ này thôi à, bây giờ người vợ này mất rồi thì cả đời ảnh không cưới ai đó thì tới cái ngày quý vị tới cái ngày mà anh này anh tài á ảnh mỗi ngày bây giờ thì vẫn phải phụ má để kiếm sống chứ bây giờ còn mẹ mà mình cũng phải cơ trả cái chữ hiếu gì chữ tình mất rồi nhưng mà bây giờ còn chữ hiếu mỗi ngày thì anh tài cũng đi theo mẹ đi nạo dừa đi làm ngoài chợ vậy cho ông ta vậy đó thì tới một cái ngày hôm đó quý vị trước cửa nhà của anh tài á Lúc đó là độ khoảng là 11, 12 giờ tối Mà quý vị biết ở dưới quê á Mà 11, 12 giờ tối là giờ đó là thuộc dạng như là cốc nhái ảnh ương Nó kêu cự, cự, tùm lum á như, Tại vì giờ đó là nó thanh vắng dữ lắm rồi Chứ nó không phải như ở Sài Gòn 11, 12 giờ mà còn xe chạy loạn xạ đâu quý vị Ở dưới quê bù đăng mà trong rừng trong rú là ta nói Giờ đó là nhà nào nhà nấy à, gọi là tắt đèn ngủ hết trơn rồi Nó tối thui tối hồ mù mịt Mà xung quanh yên tĩnh lắm quý vị thì hai, hai, hai mẹ con á, anh Tài á, ngủ trong nhà mà anh tài nghe tiếng á nghe anh tài nghe tiếng á là có người phụ nữ ngoài khóc khóc dữ lắm nghe cái tiếng của một đứa con gái ngồi ngoài khóc dữ lắm ảnh mới nằm bên trong nhà ảnh trằn trọc ảnh nói má ảnh ảnh ra giấu, ảnh bị câm ảnh ra giấu tại tối ảnh ra giấu má ảnh mở mùng lên ảnh mở mồm lên anh kêu má ảnh anh ra giấu giống như là có người ngoài ảnh chỉ chỉ ngoài cửa có người ngoài thì má ảnh mới lóng cái lỗ tai lên má ảnh nghe quý vị là gán lóng tai lên nghe thì má anh mới nghe là ừ công nhận là có người uh, khóc ở bên ngoài mà khóc dữ lắm mà tiếng con gái thì hai má con lúc này cũng sợ lắm quý vị tại vì sợ thứ nhất á, là nhà chỉ có một bà già với một người bị tật như vậy nữa mà lỡ mà có cái gì mà ăn cướp ăn cướp ăn trộm mà nó trá hình á rồi lỡ mà nó, nó 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 ập nó ập vô nhà bây giờ nhà nghèo nhà giàu gì, nhưng mà giờ nó túng quẩn quá nó ập vô nó lấy cái gì đó thì lúc đó rồi bà già với lại một người bị câm thì làm sao mà có thể là la hét lên gì mà để kêu làng sớm lại là người ta phụ giúp quý vị nên là lúc này hai má con cũng la lắm anh cầm anh, cầm lúc đó anh mới lật đợt anh chụp cái đòn gánh anh chụp cái đồng gánh anh cầm anh thủ thì hai má con mới đi ra quý vị thì đi ra ngoài thì mới nhìn thấy là ngoài trước cái cửa 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 giống như là cái hàng gào b 40 á trước cái hàng gào thì thấy có một cái cô gái cổ đang ẩm đứa con mà cổ khóc dữ lắm mà cổ ngồi ngay trước cái hàng gào á cổ tựa cái lưng vô cái hàng gào mà cổ hàng gào chì á mà cổ khóc dữ lắm quý vị À, thì à, anh à, hai má con mới đi ra hỏi ngon à, con, con, con làm gì mà nửa đêm nữa hôm ngồi khóc đây dữ gì bà má của anh câm à, mới hỏi vậy đó làm gì nửa đêm nữa hôm mà con khóc dữ thần vậy thì à, bà hai má anh câm mới nói vậy thì cái cô này cũng mới say qua cũng mới thấy hai má con câm mở cửa ra bà cái cô này cũng mới mừng quá đi à, thấy hai má con của anh tài mở cửa ra cô này mừng quá mới say lợi qua mới mới bắt đầu á, là năn nỉ bà bà má của anh tài á làm cổ mới nói á, là Trời, cô cô con đang nỉ cô cô nhận nuôi đứa con của con con giùm. Thì uh, má anh tài mới chân hẳn à trời ơi cô thấy không nhà tôi nhà nhà neo đơn, nhà nghèo, nhà cũng đâu có phải là giàu khá giả gì đâu mà sao cô không lựa đưa nhà nào khá giả đưa con cô vô cho người ta nuôi mà sao cô lựa nhà nghèo mà cô đưa thằng chi gửi số nhỏ nó đã khổ rồi vô nhà nghèo nó cũng còn khổ hơn thì má của anh tài nói vậy quý vị thì con này cũng mới khóc cũng nói bây giờ con cũng muốn đưa con con vô nhà giàu lắm chứ ai mà không muốn gợi nhờ nhờ cậy nhà giàu để con mà nó đổi đời nhưng mà con biết chắc chắn là mấy người mà người ta có tiền người ta không chịu nhận nuôi con con đâu tại vì gốc gác con con nó không có được trong sạch thì lúc này quý vị bà má anh tài nghe vậy mới hỏi à, sao mà không trong sạch Ờ à, con cô nói nói thì nói rõ luôn đi chứ cô nói ấp úng vậy tôi cũng khó hiểu á con này cũng mới đứng cổ khóc cũng mới nói á con á là đi làm công nhân sợ con cũng cặp cái thằng chồng con nó cũng là người công nhân luôn cô nhưng mà chồng con nó thuộc dạng giống như là nó cứ gụ chè rồi gái gú mà nó chơi gái rẻ tiền á xong rồi nó về nó lây bệnh cho con bây giờ thì trong người con con bị hiv nhưng mà may mắn á con có đưa con nhỏ đi khám thì đứa bé con con thì nó chưa có bị nó không có bị, may mắn là nó không có bị Nhưng mà bây giờ nếu con đưa vô nhà giàu á Người ta nghe gốc gác vậy người ta sẽ hơi ớn Người ta không dám nhận nuôi Thì thôi bây giờ đứa con gái của con Con không biết giao ai thôi con cứ giao đại Nhà nghèo, nhà giàu gì cũng được Miễn sao mà người ta thương nó là con mừng rồi Không bỏ nó là được rồi Thì uh, bà má mới nói Bà má của anh Tài mới nói vậy sao ông Bay không chịu gán nuôi con đi Mà sao tự nhiên uh, Bay bỏ con Sao nó còn nhỏ xíu Bỏ nó tội quá mày thì cái cô này cũng mới nói là bây giờ con á bệnh trong người như vậy từ khi mà nghe bác sĩ nói bị bệnh xong tinh thần con nói suy sụp dữ lắm con sợ á là con ôm con theo con á rồi lỡ mà con suy nghĩ quẩn con làm chuyện chuyện gì dại dột á là con lôi con con theo luôn tức là sợ cô này cũng sợ cũng bị trầm cảm á cổ lỡ lỡ mà làm chuyện quẩn là cô ôm con đi theo luôn à, hai mẹ con cùng nguyên sinh luôn nên cổ mới nói là con không muốn như vậy Tại vì con con nó vẫn mạnh khỏe bình thường như bao người Cho nên thôi thì bây giờ á, Để mà cho con con đừng có khổ theo con á, Thì con gửi con con cho một cái nhà nào đó Để người ta người, người ta lương thiện Người ta thương con con Thì người ta nuôi chăm sóc cho con con dùm Thì má của anh Tài á, lúc này mới nghe vậy Thì cũng thấy nghĩ suy nghĩ lại nha Bây giờ công nhận nhỏ này nó nói Thì nó cũng có phần đúng bây giờ nếu mà để đứa nhỏ đi theo nó là một hồi là coi như nhỏ mà nó mà có gì cái nó rồi nhỏ theo luôn tội nghiệp cho nhỏ nó vô tội cái thứ hai nữa đó là bây giờ nhỏ nó đang mạnh khỏe nó chưa bị nhiễm mà lỡ nó ở chung với vậy ba với mẹ mà đã bị nhiễm cái bệnh nó rồi lỡ chẳng may rồi chung đụng rồi lỡ nhỏ nó bị lây thì cũng tội nghiệp luôn còn cái thứ ba nữa là bà cũng sợ là con nhỏ này nó nói cũng đúng bây giờ đứa con mà có nguồn căn mà ba mẹ không trong sạch vậy rồi lỡ mà chẳng may mà đưa vô cái nhà giàu người ta đâu có dám nhận đâu người ta nhận người ta cũng phải lựa tìm con nuôi người ta cũng phải tìm gốc ghét sao cho nó coi được được một chút còn con này có bị bệnh mà bệnh hiv mà ai dám nhận cái gì thì bà này bà mới nói vậy thôi nếu mà như vậy thì thôi tôi cũng nói luôn nhà tôi thì có hai mẹ con thằng con thằng con nhỏ tôi nó đi làm xa nhà có hai má con thôi mà tôi già rồi bây giờ tôi có thằng trai thằng cả nè thằng này là thằng anh lớn nè thằng này nó bị câm nó bị câm bị điếc mà nó có hơi khờ khờ nhẹ nữa nhưng có điều là nó được cái nó vẫn đi kiếm tiền được nha nó vẫn biết đi làm vẫn đi kiếm tiền được phụ với tôi thì bây giờ nếu mà cô không chê á thì cô đưa con nhỏ này đưa con gái cô á cho thằng con trai tôi nó, nó 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 nhận làm con nuôi đi thì bà má bà nói vậy à, tại vì á là bây giờ con vợ nó cũng mới mất đây mấy tháng nó cũng buồn dữ lắm rồi uh, con vợ nó mất xong thì bây giờ nó cũng quyết định nó không bao giờ lập gia đình nữa đâu nên là cô yên tâm là nó có nhận nuôi con của cô á, thì sau này cũng không có sợ cái vấn đề là mẹ ghẻ rồi vô rồi hà hiếp con nuôi của chồng đồ này kia cô đừng có lo cái chuyện đó thì má của anh tài nói vậy quý vị thì con này cũng mới nói uh, thì uh, con đã nói rồi miễn sao mà cái người mà nhận nuôi con của con á, họ thương con của con thiệt lòng là được rồi còn cái chuyện mà bây giờ sướng khổ thì một phần là tương lai con con nó đi nó lớn lên nó trưởng thành rồi thí dụ như là nó biết tự làm tự kiếm sống thì cái đó là cuộc đời là định mệnh của nó còn bây giờ là quan trọng là có cái người nhận nuôi nó thương nó là con yên tâm thì sau khi đôi bên là đã nói với nhau rõ ràng như vậy rồi và cũng như là cái cô này cô cũng đã đồng tình đồng ý là sẽ để đứa con gái đó cho anh tài nuôi rồi đồng ý luôn thì anh tài lúc này ôm đứa con gái của cô này lên trong chồng vòng vòng tay mà anh mừng trong bụng tại anh nhìn cái anh nhớ tới vợ ảnh anh nghĩ bụng là nếu vợ ảnh còn sống thì vợ ảnh mà còn vô tình mà hai vợ chồng mà có đứa con nuôi vậy chắc vợ ảnh hạnh phúc lắm anh nghĩ vậy nha quý vị cái tự nhiên anh ẩm đứa con gái này lên cái ảnh cũng thấy hay là có khi nào vợ mình mất rồi vợ mình hiển linh á vợ mình độ cho mình cho nên giúp mình á là cơ duyên là có được đứa con nuôi à mà lại lại là con gái nữa đó thì uh, giống như là để cho có đứa nó hủ hỉ mình với lại về già đó mình bị câm vậy thì có đứa con gái nó lành lặn nó lo, lo lo cho mình khi về già chắc là vợ mình thương mình nên là vợ mình mới mất rồi linh quá giống như độ mình thì uh, anh này anh nghĩ vậy quý vị phù hộ mình thì ai ngờ đâu anh này anh nghĩ vậy thì ảnh mới bắt đầu ảnh mới mừng rỡ quý vị rồi ảnh nhận nuôi cái đứa con gái đó thì sau đó thì cái cô này nè cái cô công nhân này cô đã giao đứa con qua cho cái gia đình này rồi là coi như là cổ quay mặt cổ bỏ đi luôn một mạch quý vị cổ không ngoái lại cổ nhìn nữa tại vì cổ sợ ngoái lại nhìn nữa cổ chịu đựng không nổi cái cảnh là xa con quý vị cổ bỏ đi một mạch là coi như cổ đi từ đó vì sao là không còn biệt tâm biệt tích không biết là sống chết làm sao nha quý vị nhưng mà theo như á là má đeo mười kể là chắc cái cô đó chắc cổ mất rồi quý vị ơi cô đó chắc bây giờ mất rồi tại bây giờ cái con nhỏ con gái của bây giờ nó đã là 26 tuổi rồi thì chắc là cô đó cổ bây giờ cổ cũng không còn sống đâu bị bị HIV mà làm gì sống lo lâu, lâu được vậy quý vị thì uh, bây giờ em mới kể quay trở về cái thời điểm đó ha thì khi mà má của cái cô này nè bỏ đi cái má, cái cô công nhân nó bỏ đi rồi là đi luôn thì sau đó thì bây giờ đứa nhỏ này á, là được anh tài với lại má anh tài nhận nuôi và cũng kêu anh tài là ba và cũng kêu má anh tài là bà nội thì anh tiến ảnh đi làm thợ hồ thì lâu lâu anh cũng có về nhà ảnh về anh thấy có đứa nhỏ thì anh cũng hỏi thì cũng nghe má anh tài giải thích và kể cái câu chuyện đêm hôm đó cho anh tiến nghe nên thành ra là các anh em á anh tiến ảnh cũng biết được cái nội tình của câu chuyện nha quý vị thì bắt đầu á là anh tài anh nuôi cái đứa con gái này mỗi ngày đối với ảnh bây giờ là có cái niềm động lực hạnh phúc để mà cố gắng đi làm kiếm tiền để mà nuôi đứa con rồi bây giờ đối với ảnh là động lực cuộc sống ảnh là có bà mẹ già và đứa con nuôi thì khi mà nhận cái đứa con nuôi đó đó cái đêm hôm đó do là hai bên á nó băng đi băng hôm rồi nói chuyện nhau nhanh gọn lẹ để mà nhận cái đứa con thành ra là cũng quên mất cái chuyện là hỏi cái cô công nhân đó là con của cô cô đã đặt tên gì cũng quên luôn quý vị thì tới chừng á mà cái anh tài này ảnh mới nhận về ảnh mới sực nhớ ra mình không biết nhỏ nó tên gì thì hai má con á mới quyết định á là đặt tên một cái tên mới hoàn toàn luôn thì anh tài á là ảnh họ là họ giỏ cho nên á là ảnh mới đặt cái cô này á cái cô con gái của anh á là nó là con gái mà năm đó là năm thìn thì thôi bây giờ con trai á thì tuổi thìn thì nó còn được chứ mà con gái tuổi thìn nghe nó thô nên là hai má con quyết định á là thôi thìn rồng với phụng thì thường là đi đôi với nhau long với phụng là đi đôi một cặp thì thôi bây giờ mình đặt con nhỏ con gái này tên phụng thì anh tài là họ giỏ thì cổ cô, cô này cổ tên là võ thị phụng quý vị thì khi mà cái cô này cô phụng cái con bé phụng này nào, càng ngày càng lớn lên á thì hồi lúc nó tắm bé đó thì nó cũng rất là có hiếu nó cũng biết là ba bị câm nhưng mà trong đầu của nó nó biết cái đó là ba nuôi nha, nó biết là ba nuôi chứ. Tại nhưng mà có điều là nó vẫn thương anh Tài, nó vẫn hồi nhỏ là đã thấy nó có hiếu rồi. Mỗi ngày á là nó nhỏ nhỏ lụm đụm lẩm đẩm vậy đó. độ 6 5 6 tuổi mà nó cũng đi theo bà nội với lại anh Tài á đi ra một chợ, á à, đi ra ngoài á, không phụ được gì chân á nhưng mà ra ngoài với cha với lại bà nội ra ngoài để mà coi bà nội nạo dừa, với lại ra ngoài chợ á thì được người này người kia người ta thấy thương người ta cho cho cái cho bánh cho trái cho trái cây cho cái này cái kia bánh kẹo đủ vậy tại vì người ở trong chợ người ta biết cái hoàn cảnh của mẹ mẹ con anh tài rồi biết cái hoàn cảnh của đương nít này nên thành ra là trong chợ người ta thấy thương uh, ngày nào quá mà anh uh, đứa, con 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 phụng này nào mà nó đi theo bao nó với lại bà nội nó đi ra ngoài chợ á là hầu như là xung quanh đó là mấy cái người ở trong chợ mà người ta là bán bán hàng lâu năm trong đó người ta biết á là người ta sẽ cho cái con bé phụng này á cho bánh cho kẹo còn có người á người ta còn lấy đồ cũ ở nhà của con cái người ta người ta cho lại nữa giống như là đồ cũ nhưng mà còn hơi mới người ta đem ra chợ người ta cho con của anh tài người ta nói ờ đồ này nè ở nhà tôi có cháu cháu gái nè tôi cũng cỡ cỡ cái sai cỡ này tôi đem ra tôi cho con con của mấy người dạng vậy đó thì cái hoàn cảnh gia đình của anh tài là sống là cũng nhờ tình thương của những cái người xung quanh quý vị rồi có con bé phụng này cũng vậy luôn thành ra là con phụng nó thích đi ra chợ tại vì lúc nào ra chợ nó cũng được ăn miễn phí à, được mấy cô mấy chú ngoài chợ cho ăn miễn phí cho uống nước mía miễn phí rồi xong rồi còn cho bánh cho kẹo đem về nhà nữa nên ngày nào á nó cũng hơi xin là cho nó đi theo bà nội với cha ra chợ trơn á ở ngoài chợ thì ai cũng kêu phụng này là kêu tiểu phụng Tại vì nó dễ thương quá cho nên là cứ kêu lót cái chữ tiểu, tiểu phụng vô. Giống như nghe vậy nó đáng yêu nên là ngoài chợ người ta cứ kêu là tiểu phụng, tiểu phụng. À, đó thì ngoài ra ngoài chợ thì người ta cho sữa, cho đồ này kia. Con nhỏ này nó khoái lắm. Thì anh Tài á, ảnh á, ở nhà với bà mẹ già thì tới cái lúc mà bà, con, con tiểu phụng ngày một lớn thì cũng là lúc mà má lá rụng về cội. Bà nội nó mất quý vị là má anh Tài mất thì khi má, má, má anh Tài mất trước khi mất má anh Tài có nói với lại cái thằng em thằng con trai nhỏ là thằng là anh Tiến á có nói á, là con á, đừng có bỏ anh con tức là bà dặn bà nói là giống như Lâm chung bà bà cũng có một cái tâm nguyện là con á, đi làm xa làm thợ hồ bây giờ con đã có vợ rồi thì bây giờ á, con con với vợ con dọn về ở chung với lại anh Tài đi với lại con của anh thằng Tài nặng lỡ mà ví dụ như hai cha con nó nó có vấn đề gì tối lửa tắt đèn cũng có anh em kề cận kế bên coi ngó giùm để má ra đi má thanh thản yên tâm thành ra là anh tiến á ảnh cũng rất là có hiếu và ảnh cũng thương anh em nữa quý vị nên là từ ngày bà bà má mà mất xong á thì anh tiến với vợ á cũng bắt đầu á là dọn về hẳn tại vì hai chồng cũng nghèo đi ở nhà thuê không à thì bây giờ bà má mất rồi thì cái miếng đất và cái mảnh giường nhà đó đó là của bà hai vợ chồng uh, ba má ảnh uh, của uh, ba ba má ảnh để lại thành ra là bây giờ má mất rồi thì nhà đó có một mình anh tài ở thì bây giờ anh tiến với lại vợ anh tiến dọn về ở chung thì khỏi thuê nhà đó hồi trước thì có má anh tài ở thì nhà nó không có đủ chỗ nhưng mà bây giờ má anh tài mất rồi thì hai vợ chồng về cũng có cô cũng có phòng riêng ở gì thì sau đó là bây giờ là hai anh, anh em anh tài với anh tiến ở chung trong nhà nhà bây giờ là coi như anh em đi ra đi vô có nhau cho nên là anh tiến anh rất là thương anh tài và anh tiến là người trực tiếp nhìn thấy cái con uh, tiểu phụng này mỗi ngày một lớn lên thì tới cái lúc mà cái thời điểm á, mà có những cái lúc mà con con tiểu phụng này nó đi học nó cần nhiều tiền để mà lo cho cái chuyện học của nó đó thì anh tài ảnh kẹt quý gì ảnh đâu có đủ tiền đi làm nạo dừa không mà đâu có tiền nhiều ảnh mới đi phải đi năn nỉ thằng em của ảnh á là anh tiến á là cho mượn tiền để mà có thể là đóng tiền học phí cho lo cho con tiểu phụng nó đi học tới nơi tới chốn thì anh tài anh tiến anh mới kể là anh trai của ảnh cực kỳ thương con tiểu phụng này thương như là con ruột vậy đó quý vị rồi hàng tháng hàng tháng á thấm thoát tới cái ngày mà con tiểu phụng này á nó đi học tới trung học thì um, coi như là anh tài này anh cứ gửi tiền cứ liên, liên tục đi làm đủ cái công chuyện này công chuyện kia ngoài cái công chuyện nạo vừa thì ai kêu làm gì thêm là anh cũng làm để kiếm thêm tiền để mà trang trải cho cái chuyện học cho con gái mình học tới nơi tới chốn thiếu á thì cứ mượn em trai mình để mà đắp vô đó thì anh tài ảnh cuộc đời của ảnh ảnh chỉ gói gọn bây giờ niềm vui còn sót lại đó là con tiểu phụng mà thôi thấm thoát thôi đưa quý vị cuối cùng á, con tiểu phụng này á, thay vì á, là anh tài ảnh đã xác định á, là ảnh sẽ cố gắng giống như là cố gắng hết sức có thể là có thể nuôi cho con tiểu phụng này nó được học lên được tới tốt nghiệp cấp 3 cũng được học đại học thì có thể là gia đình không đủ kinh tế nhưng mà ít nhiều gì cũng cho con gái mình nó được học lên tới tốt nghiệp cấp 3 để có cái bằng 12 trên 12 với người ta quý vị thì anh tài anh đã nghĩ như vậy và anh có nói với lại em trai ảnh ảnh cũng có tâm sự ảnh cũng nói là ảnh cũng có cái tâm nguyện là muốn lo cho con phụng học được tới cái bằng 12 trên tới tới lại cái trình độ 12 trên 12 để mà sau này tương lai con phụng ít nhiều gì đi ra ngoài sinh việc nó cũng đỡ thua thiệt hơn người ta nhưng mà quý vị con tiểu phụng này bắt đầu càng ngày càng lớn á thì nó đi học á là nó cứ bị bạn bè cười chê là cha của mày á, bị câm bị điếc rồi cha của mày á, thì bị khù khờ khù khờ thì con con tiểu phụng này giống như là nó nó bị bạn bè trong trường nói nhiều quá nó quê á quý vị thì nó đã chịu đựng cái chuyện đó từ hồi á là nó học tiểu học mà lên tới học trung học rồi nó chịu đựng hết nổi rồi thì sau khi á mà con tiểu phụng học lên tới lớp 10 xong thì nó nghỉ ngang học lên tới mới có lớp 10 thôi là nó nghỉ ngang còn có 2 năm nữa là để tốt nghiệp cấp 3 mà nó không ráng được quý vị không thì học lên tới lớp 10 là nó nghỉ ngang tại vì á cao điểm á tại sao mà lên tới lớp 10 nó nghỉ là tại vì lên tới lớp 10 bắt đầu nó biết yêu quý vị thì nó mới yêu một cái thằng ở trong trường. Cái thằng đó cũng thuộc dạng là cũng đẹp trai, cũng thư sinh nhưng mà con cũng có tiền ở dưới quê quý vị. Thì nó thích cái thằng đó nhưng mà thằng đó đó cũng nghe nhiều người trong trường nói là ba của con 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 con, con phụng này nè là bị câm, bị điếc mà bị khù khờ. Thì cái thằng đó nó cũng kiểu như là nó nhịn phụng nhưng mà giống như nó cũng coi như khi dễ khi dễ đó quý vị, giống như dạng vậy. vậy. Đó thì thành ra đó là trong trường cũng có một con nhỏ kia cũng thuộc dạng là con nhà giàu mà đẹp gái. Con nhỏ đó cũng thích cái thằng hot boy đó luôn. Mà con nhỏ đó nó thuộc dạng như là cũng học dở lắm quý vị nhưng mà được một cái là con nhỏ đó nó con nhà có tiền nên thành ra nó vô trường thì nó cũng có phe phái nó cũng có bạn này bạn kia bu vô chơi nó thì khi mà nó nghe là ông phụng cũng thích cái thằng hot boy mà nó đang thích á thì nó mới dẫn mấy nhỏ bạn á mà chơi thân nó đó, đó mấy nhỏ mà nịnh nịnh nó đó, đó nó đi dằn mặt ông phụng nói với phụng á cảnh cáo ông phụng là không có được gia giảng cái thằng này thằng này là của nó con phụng lại thuộc dạng như là cốc ổi mi ghim đừng có mơ tưởng dạng vậy đâu quý vị thì ông phụng nó thấy giống như tuổi thân bị người ta chà đạp rồi bây giờ cái tình yêu đầu tiên có thể gọi là mối tình đầu chừa chớm thì lại là cái thằng này lại khi dễ mình à, khi dễ cha của mình mà chung quy á, là cái tuổi thân phụng từ nhỏ tới lớn lên là chung quy nó bị cười chê nhiều nhất đó là người cha của nó thành ra là con phụng lúc này nó trỗi lên trong lòng là giống như đối với nó là cái đó là cái khuyết điểm là cái khiếm khuyết của nó cho nên là nó không muốn đối diện với cái, cái cái cái, nhược điểm đó của nó thành ra là nó mới học lớp 10 nó nghỉ ngang luôn ba nó kêu á là lúc đó là đi vô lớp 11 thì nó không chịu nó không chịu học và nó nói với ba nó là giờ nó nản rồi nó không có muốn học cái chữ nữa nó muốn đi làm thì anh tài này anh rất là thương con, ảnh chiều đi quý vị, bởi vậy nên là đôi khi á mình thấy là mình thiếu thốn cái mình thương con, mình cái mình cứ muốn bù đắp bù đắp, mà mình bù nhiều quá thành ra nó y y, nên là nó cũng không có trân trọng cái tình cảm của người cha người mẹ. thì nhỏ này nó mới thấy là anh tài giống như sợ nó, ba nó sợ nó, chỉ cần mà nó giống như nó làm nư lên hay làm trận làm thượng lên hay là này kia là ba nó không có dám để nó buồn, ba nó không có muốn để nó buồn là ba nó cũng phải nhân nhượng nó thôi thành ra là nó về nó kiếm chuyện nó nói là nó không có muốn đi học nữa bây giờ nó muốn đi làm nó không muốn đi học cái chữ nữa nó chán cái chữ lắm rồi học 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 hoài nó học không có vô bây giờ nó muốn đi làm thì sau khi mà nó về nhà nó quậy cái ngày hôm đó thì ở nhà là có anh tiến à, em của anh tài luôn à, anh ở nhà anh chứng kiến luôn mà anh thấy con nhỏ này nó rất là hổn luôn nó hổn với ba nó lắm thì anh tiến anh mới chửi anh mới nói là mày á mày nói chuyện á mày giống như là ảnh ảnh cũng đứng cái vai dế ảnh ảnh nhìn thấy vậy ảnh cũng tức quý vị ảnh mới chửi anh mới nói mày không có được hổn với ba mày được kia thì nó say qua nó nói bây giờ nó chán cái nhà này lắm rồi nó muốn đi ra khỏi cái nhà này tại vì cái nhà này khổ quá cái nhà này á nếu mà nó tiếp tục nó ở là nó sẽ khổ theo cho nên là nó quyết định là khăn gối bỏ nhà ra khỏi cái khu vực đó nó không muốn sống ở dưới cái quê đó nữa nó phải đi lên sài gòn đi kiếm tiền đi làm ở trên sài gòn và đi kiếm việc ở trên sài gòn cái gì thì anh tài á anh buồn lắm quý vị nghe con gái mình nó 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 khăng khăng nó nhất quyết là như vậy và ảnh cũng biết được là ảnh cũng không có sức lực để có thể cản được nó đó nên là cuối cùng ảnh phải chấp nhận để cho con gái mình một thân một mình đi lên sài gòn đi làm lúc đó nó mới có lớp 10 thôi quý vị thì nó lên đây nó làm gì em hỏi quý vị lớp 10 ai dám nhận nó thì nó chỉ có đi làm công thôi nó đi làm ở những cái nơi mà người ta không phải là công ty thôi chứ nếu mà là công ty người ta đi làm theo quy định lao động thì ai đâu mới mới lớp 10 mà nhận vô quý vị thành ra là con nhỏ này đi làm ở những cái công ty mà dạng những cái nơi mà không phải là công ty mà thuộc dạng như là dạng như là tự phát giống như là mở tiệm bán cơm hay là mở nhà hàng mà dạng như là này kia này kia nói chung là người ta nhận nhận lậu nhận chui á là nó vô nó nó làm thì con phụng này nó lên sài gòn thì trôi nổi trôi nổi quý vị cuối cùng nó mới vô trong một cái quán đó là quán ktv uh, ktv thì theo như ở bên uh, gọi là mình mình cái thuật ngữ ktv hồi đầu nó mười không có hiểu ktv là gì đâu quý vị nhưng mà sau này á thì neo mười mới hiểu được là bây giờ á thời đại bây giờ trong cái giới mà người ta gọi là cái giới mà làm gánh ngày á là người ta nói thuật ngữ ktv có nghĩa là karaoke television đó có nghĩa là ở những cái nơi đó là dạng như là phục vụ karaoke đèn mờ đó thì vô đó nó cũng sẽ có những cái nơi là karaoke là trong sạch nhưng mà đa số là toàn là trong tối chứ không có trong sạch quý vị ơi Tại vì phải trong tối thì cái người chủ mới kiếm được nhiều tiền Còn trong sạch đó là không ai tới đó ca hết trơn Mà thường ở những cái chỗ đó đa số là đàn ông vô Người ta thích vô đó để người ta thư giãn hát hò này kia nhậu nhẹt Thành ra là trong đó bắt buộc là phải trong tối thì mới kiếm được tiền Còn trong sáng không ai vô hết Thì cái con phụng này nó lên đên lên đên Bây giờ nó, nó nó lúc đó là gọi là thuộc dạng là trẻ người non dạ Làm nư với cha với mẹ mà quý vị Khăn gối bỏ nhà ra đi mà bây giờ lên Sài Gòn đi kiếm việc Đâu có ai dám nhận mới lớp 10 ai dám nhận thì cuối cùng nó mới sinh vô đây à, chịu đựng hết nổi xu xui, xui xui ngược ngược xuôi đi tìm không có mấy ngày rồi nó mới trôi dạt vô trong cái chỗ này karaoke đèn mờ nó xin vô làm em mới kể quý nghị vị nghe con nhỏ này nha thì sau khi nó vô đây nó làm á quý vị thì nó cũng không thèm báo tin gì về dưới quê là nó sống chết làm sao hay nó như thế nào nha thì anh tài á anh cũng lo lắm quý vị nhưng mà bây giờ không biết cách làm sao để mà có thể là gặp con gái mình liên lạc với nó bằng cách nào, chỉ có giờ là nó chủ động nó về quê, nó thăm mình, nó gặp mình thì mình mới biết thôi. Chứ bây giờ mình đi lên Sài Gòn mà bây giờ Sài Gòn rộng lớn biết nó con mình ở đâu quý vị. Thì cái lúc mà nó đi á, nó có hứa là nó đi thì nó sẽ chừng nào mà nó kiếm được tiền ở Sài Gòn, nó ổn định được nó sẽ về nó thăm gia đình. Nó nói là nó sẽ không bỏ đi luôn đâu, nhưng mà khi nào nó thành công nó mới về lại quê còn nó thất bại là nó đi luôn, nó nói vậy thành ra là bây giờ anh tài á, ở dưới quê ngày nào cũng trong ngóng trong ngồi đứng trong đứng trong ngồi cứ chờ con gái mình cái ngày mà nó đi về đây nó thăm mình nó gặp lại mình thì anh tiến á, ở bên cạnh cũng động viên tinh thần ông anh mình đó là bây giờ thôi kệ đi bây giờ mình đã cứu nó giống như mình đã cứu cái cuộc đời nó từ lúc mà nó bị má nó bỏ cứu nó tới ngày hôm nay nó lên tới lớp 10 rồi thì bây giờ giống như nó cũng đã 16 tuổi 16 tuổi rồi thì bây giờ nó tự định đoạt cuộc đời nó nếu mình mình không có cần mà phải giống như cảm thấy giống như mình có lỗi nữa tại vì mình đã giúp nó 16 năm trời qua rồi thì anh tiến anh cũng tức quá anh thấy cái đứa cháu này nó đại nghịch, nghịch bất đạo quá quý vị kiểu dạng vậy anh mới nói với anh tài vậy nhưng mà cái người làm cha như anh tài bây giờ đã nuôi cái con phụng này từ lúc nhỏ rồi cho nên ảnh đã thấm cái tình cảm vô bây giờ ảnh như cha ruột rồi bây giờ đâu có thể nào mà cha ruột nó bỏ con là bỏ được quý vị nên trong lòng ảnh ảnh ngày nào cũng, cũng thương nhớ nhớ mong con nhỏ này á thì thay gì á là ảnh sẽ giống như không có đến nỗi mà tiều tị đâu quý vị nhưng mà gì ngày nào cũng cứ tư tưởng trong đầu cứ nhớ thương con mà ảnh thì ảnh đã có cái bị cái bệnh bị bệnh khù khờ sẵn rồi bây giờ giống như ảnh lại càng giống như nhìn ảnh giống như người càng khờ khạo hơn thì anh tiến á, làm em nhìn anh trai mình bị tiều tị vậy mỗi ngày càng ngày càng ngày á thì anh cũng thương lắm mà bây giờ cũng không biết giúp làm sao thấm thoát thời gian trôi qua quý vị cũng hơn 2 năm rồi tới một cái ngày đẹp trời con phụng nó đi về quý vị không nó đi về thì coi như là ở trong nguyên cái xóm nó ai cũng ngạc nhiên hết trơn á tại vì con phụng này nó bỏ xứ nó đi lâu lắm rồi nghĩ là giống như là nó đi là coi như nó 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 mất xác luôn rồi nó đi chắc là không không có về một là nó bỏ cái quê nghèo này luôn hai á là chắc là nó đi tha phương rồi nó bị người ta làm này làm kia chắc là nó cũng không còn sống thành ra là ở dưới sớm á em nói vậy mấy cái bà mà 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 người ta biết con nhỏ này nó hổn với ba nó rồi nó nó bỏ xứ nó đi vậy nhiều người người ta ghét á nhiều người người ta ghét á nha người ta thấy tức giùm á người ta còn nói là con nhỏ này cho đi đâu nó chết quách cho xong rồi kiểu dạng nhiều người người ta ghét á tại vì nó là được anh tài cưu mang mà anh tài tật nguyền nhà vẫn nuôi nó lành lặn cho tới ngày hôm nay nó 16 năm mà tự nhiên giờ nó nó mất dạy với ba nó bỏ nhà đi thì thì nhiều người giống như người ta thấy bất bình đó quý vị người ta cũng chửi người ta cũng gủa nhỏ này lắm thành ra là người ta thấy nó đi mấy năm rồi người ta nghĩ coi như nó mất xác rồi tự nhiên hai năm mấy tự nhiên cái nó bộ nó 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 đi về quý vị nó nó đi về mà nó ăn mặc sang trọng đẹp lắm nha mang dài câu gót đồ này kia mà mặt mày đẹp sang trọng lắm thì nó về quý vị nó về thì lúc này anh tài anh nhìn thấy con mình ảnh giống như chết trân luôn quý vị tại vì anh cũng nghĩ là con gái mình nó đã bỏ mình luôn rồi tại vì dù gì mình á trong mắt của đứa con đó mình cũng chỉ là cha nuôi thôi chứ không phải cha ruột thành ra là bây giờ giống như là nó quên ơn nó quên ơn quên nghĩa nó bỏ nó đi luôn thì thì ảnh nghĩ là anh đã mất đứa con này rồi tự nhiên bây giờ hai năm mấy bây giờ nó vẫn đi về nó kiếm ảnh thì giống như trong lòng ảnh lại gieo vô cho ảnh một cái sự hy vọng nữa ảnh hy vọng là cái đứa con này á nó đã quay đầu là bờ có thể là hai năm mấy bây giờ nó đã phần nào đó nó trưởng thành rồi nó đi xa gia đình chắc giờ nó cũng biết được là ba nó dành tình cảm cho nó nhiều nên là nó hối hận nó quay về nó tìm ba ảnh nghĩ trong bụng vậy quen nhau quý vị nên là ảnh tại một lần nữa ảnh hy vọng đứa con này nó có hiếu và nó thương ảnh thì tới chừng nó về quý vị nó không phải về mình nha mà nó về chung với một cái người đàn ông việt kiều thì cái người đàn ông việt kiều này á nó quen ở trong cái chỗ karaoke đàn mờ này khi mà nó nó làm trong đó mấy năm trời á thì có một cái dịp dịp đó đó là cái ông việt kiều này nè ổng về việt nam ông chơi đó ông việt kiều mỹ nè ổng về việt nam ông chơi thì ổng mới tới cái tiệm karaoke đó ổng hát thì ổng hát ổng hò mới kêu gái ra để mà ngồi phục vụ bia thì con con con, con tiểu phụng nó ra thì ổng mới thấy tiểu phụng nó dễ thương mà nó còn trẻ nó gọi thuộc dạng nay tơ luôn á đúng nghĩa là cỏ non nay tơ á thì ổng mới mê quý vị ổng mê rồi bắt đầu ổng là thuộc dạng cũng có tiền việt kiều mà có tiền nên là ổng mới bắt đầu là ổng lo rồi giống như là ổng lo cho nó chu cấp cho nó để giống như là cho nó khỏi đi làm cái công chuyện ở đó nữa giống như chuột thân nó đi rồi mỗi tháng ổng chu cấp chu cấp tiền cho nó xài rồi bây giờ ổng quyết định ổng cưới nó quý vị thì khi mà phụng nó nó dẫn cái ông việt kiều này về với quê á thì nó mới nói với gia đình á là nó sẽ cứ nói với ông này sẽ làm đăng ký kết hôn sợ ông này á sẽ là về mỹ bảo lãnh nó qua bên đó quý vị thì anh tiến á, em trai á, anh đó thì anh nói chuyện được được, được bình thường anh không bị câm nên thành ra là anh thấy anh chướng cái mặt mắt của anh ngứa cái miệng quá giống nêu mười vậy đó anh ngứa cái mỏ quá cái gì ơi nên là anh thấy nhỏ này như vậy nó về là tại vì sao nó muốn dẫn thằng chồng về đừng để mà lấy le giống như là chắc là nó cũng giả bộ nó nói với thằng việt kiều này là nó là đứa con có hiếu rồi này kia vậy vậy rồi gia cảnh khó khăn gì để cho thằng này về Đúng như giống như là nó là lợi dụng ba nó để mà lấy ra để mà giống như nó thể hiện cho thằng việt kiều chồng nó thấy là nó có hiếu chứ thật ra nó là cái đứa bất hiếu dạng vậy thì anh tiến anh, anh ngứa miệng quá anh mới anh mới lên tiếng anh nói à, mày đi việt xứ mấy năm trời À, ba mày hả hết hy vọng tưởng đâu mày không mày bỏ ổng luôn rồi mà cuối cùng mày cũng về ổng mừng muốn chết luôn ai ngờ mày về để mà mày kiếm ba này để mà mày nói cái chuyện này thôi á hả thì con nhỏ này nó mới nói thì giờ con về để nói đừng có gì á làm chủ hôn cho con chứ thì anh tài ảnh mới ra giấu anh mới nói với anh tiến á là thôi thôi đừng có làm đừng có nói tới nó lui trước mặt cái thằng bạn trai của nó để bạn trai nó biết đó thì ông anh tài rất là thương đứa con gái mình sĩ diện cho đứa con gái mình thì tới chừng tối quý vị ba người trong gia đình nói chuyện với nhau thì anh tài anh mới nói với anh tiến á, là nếu á, mà con gái ảnh bây giờ nó cũng đã tới tuổi trưởng thành đủ tuổi rồi nó muốn lấy chồng thì để cho nó lấy mà chỉ có điều là ảnh chỉ lo là con phụng lấy chồng xa ba qua bên đó là hai cha con không có cái sự liên hệ nhau nữa là coi như là không có biết là nó sống tốt hay không ảnh cũng rất là lo thì con phụng nó lại một lần nữa là nó lại nghịch ý là nó phải bắt buộc là anh tài phải theo ý nó Bây giờ nó muốn lấy chồng Việt Kiều Nó muốn lấy chồng xa để nó bỏ cái Việt Nam này đi Nó nói là nó thấy ở, ở đây nó khổ quá Nó không muốn Giống như là nó muốn bỏ hết quá khứ ở Việt Nam Giờ nó đi qua bên Mỹ nó làm lại từ đầu vậy đó Làm thành một con người mới Một cuộc sống tốt hơn nó nói với anh tài đồ này kia vậy á thì giống như là nó muốn bỏ hết tất cả quá khứ quý vị là nó bỏ luôn cha nó quý vị thấy nhỏ mất dạy không nói thẳng là vậy nêu mười nói hơi hổn mà quý vị thông cảm nha thì tới chừng á mà nó nói vậy xong thì thôi đi nó còn say qua nó nói với ba nó nói với anh tài nó nói lần này con về á để con dẫn ảnh ra mắt á với lại cha và chú để cho hai người biết thôi còn mà làm chủ hôn á này kia đó thì thật ra mà nói con định không có làm đám cưới dưới quê này đâu quê mình nghèo quá làm đám cưới người ta đi cũng đâu có nhiêu tiền đâu lấy tiền ba cọc ba đồng của mấy cái người ở dưới quê này làm chi rồi mất công thôi không cần à, nếu mà có làm đăng ký kết hôn thì chỉ đi lên hai đứa con định rồi con với ảnh có bàn rồi nếu mà làm thì chỉ có đăng ký kết hôn rồi sau đó thì đi qua bên mỹ rồi qua bên bển thì gia đình ảnh ở bển họ hàng ở ảnh ở bển thì có gì làm cái lễ cưới ở bển còn ở đây thì khỏi cần à, thì anh anh tiếng anh nghe anh tức quá anh muốn sáng con nhỏ cháu một bạc tay nó hổn quá quý gì thì ra là nó về nó chỉ là cái gì nó đóng phim giống như là nó là đứa con có hiếu gì thôi chắc là nó nói với thằng việt kiều thằng chồng nó là nó nói nó, nó là người thương ba có hiếu với ba rồi giống như này kia này kia giống như là nó đóng phim nó là một cái người rất là đàng hoàng nhưng mà đâu biết được là nó là hai mặt phía sau lưng nó là đứa bất hiếu vậy thì chưa gì hết là nó dặn rồi nó nói là đừng có làm đám cưới đừng có làm chủ hôn gì hết tại vì anh tài bị câm anh tài là cha nó mà anh tài bị câm làm chủ hôn nó quê lắm nó bẻ mặt hàng xóm lắm nó bẻ mặt bên gia đình chồng nó lắm cho nên là anh tài đừng có làm chủ hôn còn nếu mà có muốn làm một cái tiệc trong gia đình để mà ăn để mà đứng ra nói chuyện rồi đi kia này kia thì để cho chú đứng ra nói chuyện đi là kêu anh tiến á chứ mà cha con bị câm sao đứng ra nói quý vị nghe coi chiều đời nổi không nhỏ nghe nêu nêu mười nghe nhưng nêu mười cũng muốn đánh muốn tán cái sái sái qua hàm dễ sợ luôn thiệt ngứa cái tay dễ sợ cái khúc này là nêu mười ngứa cái tay chứ hết ngứa cái mỏ nha quý vị nha thì xong rồi á là anh tiến á anh mới nói á là bây giờ á nếu vậy thì thôi khỏi làm đi Chứ bây giờ cha mày còn sống sờ sờ Mà mày kêu chú mày đứng ra là đại diện nói chuyện Thì thí dụ như thà rằng cha mày không nói chuyện được Thì mày cứ nói ờ có gì thì chú ấy, là chú hỗ trợ chú đứng chú nói chuyện dùm Nhưng mà cha mày vẫn phải là cái người đứng chủ hôn Đằng này cha mày còn sống sờ sờ Mày kêu tao đứng ra làm chủ hôn rồi tao này kia này kia Ủa tao đâu có nuôi mày một ngày nào đâu Cha mày nuôi mày mà Thì anh Tiến anh mới tức quá anh mới chửi anh nhỏ cháu mất bất hiếu này quý vị xong rồi là cái ngày hôm đó cãi qua cãi lại thì anh tạ im ảnh buồn lắm cái gì ảnh chui vô phòng ảnh nhìn cái di ảnh của vợ ảnh ảnh khóc kiểu như là ảnh nghĩ cuộc đời ảnh là con nhỏ phụng này là hy vọng hạnh phúc của ảnh mà cuối cùng bây giờ đứa con mình nó lại không cần mình dạng vậy đó thì ảnh cũng buồn rồi ảnh ôm cái di ảnh của vợ rồi ảnh tự tâm sự mình với vợ ảnh giống như là nói trong tâm á rồi xong rồi nước mắt chảy gồng 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 vậy đó quỳ gì ôm cái hình thì anh tiến ảnh ảnh biết ảnh ảnh nhìn ảnh lén ảnh nhìn gìn ảnh lén ảnh nhìn uh, vô phòng thấy anh mình ôm hình của vợ khóc anh tiến ảnh cũng xót xa trong lòng anh tiến anh thương anh trai anh lắm quý vị thì tới cái ngày con nhỏ con cháu mà đại nghịch bất đạo này đi lấy chồng đó phải nói là con nhỏ này là con nhỏ con cháu đại nghịch bất đạo đi đó bây giờ không kêu con phụng nữa nghe cái tên phụng nghe đẹp quá em nói thiệt nhỏ này không nên tin đẹp vậy nhỏ này phải tên gì giống như tin bỏ tên lạc tin mất gì đi chứ nhỏ là tin phụng thấy ổn Tên phụng người ta tên gồng tin phụng tên tiên tin tin nga tin đẹp dễ sợ mà tự nhiên thằng này đặt cho con nhỏ đại nghịch bất đạo không nên đó không nên nêu mười thiết nghĩ vậy nha quý vị nha thì uh, sau đó thì uh, con nhỏ đã cháu đà con nhỏ con gái đại nghịch bất đạo để đi đi theo chồng việt kiều qua bên mỹ cái này nó mời kể túm túm chú vị ha thì qua tới bển xong á thì uh, coi như là nó cũng là cả năm trời uh, nói chung là nó liên lạc về được hai lần ba lần mà nó điện về giống như điện cho có lệ giống như điện về giống như là thể hiện như cho chồng nó với gia đình giống như là nó điện về để mà nó thể hiện cho chồng nó biết là nó cũng có thương gia đình quý vị không nhưng thật ra là nó không có muốn điện có nghĩa là trong bụng nó nó không muốn điện tại vì nghe cái cách nó nói chuyện là mình biết nó không có muốn nói chuyện. Mà nó điện đó giống như là làm cái động tác để cho chồng nó biết là nó cũng có quan tâm cha với chú rồi kia bên Việt Nam đó. Thì à, em mới kể quý vị nghe tiếp xong rồi á là tới cái thời điểm á là cha của chồng của nó, chồng Việt Kiều của nó mới nói á là giống như là nó giống như là bỏ cha mà cha bị câm ở bên đây vậy vậy á thì à, chồng nó thì rất là đàng hoàng nha, chồng nó mới nói với nó là giống như là thấy tội thôi bây giờ bảo lãnh cha qua bên đây đi vợ chồng dù gì cũng có nhà riêng thì đưa cha qua bên đây có gì vợ chồng mình nuôi à, tiện bề chăm sóc cho cha chứ bây giờ bên kia chú cũng có vợ rồi cũng có con rồi gia đình chú cũng có rồi mai mốt đây chú cũng già rồi thì ai đâu mà chăm ba cho nên là cái thằng con rể thì ngược lại lại có hiếu gì thấy không ông trời ông xây chuyển ngộ lắm đứa con gái đứa con gái nuôi thì lại đại nghịch bất đạo mà giờ thằng rể lại có hiếu thì cái anh gì kiều mỹ này ảnh mới kêu con vợ ảnh tại ảnh trong đầu á là anh cứ nghĩ con vợ ảnh là đứa con có hiếu không à tại con vợ ảnh đóng phim hay quá đi quý vị thì ảnh mới nói vợ anh nói thôi bây giờ mình bây giờ cũng có nhà riêng rồi vợ chồng cũng có cái thu nhập ổn định em qua đây mấy năm thì cũng ổn rồi mà bây giờ em cũng có con rồi vợ chồng mình cũng có con rồi bây giờ đưa ba qua bên đây để mà ba hữu hủ hỷ ở nhà có đứa cháu ba cũng vui rồi cộng thêm nữa là mai mốt ba già thêm chút nữa thì hai đứa mình cũng kề cận chăm sóc cho ba khi tuổi già được thì thằng rể rất là được quý vị thì cái năm đó là năm 2010 nên mời kể quý gì nghe năm đó là năm 2010 thì cái anh tài này nè ảnh mới được hai vợ chồng của đứa con mà gái con con, con nhỏ hai vợ chồng của con nhỏ đại nghịch bắt đạo nè đưa đưa trước trước anh tài qua bên mỹ đó lúc này đâu ngồi tức quá nên mời nói chuyện hơi bị uh, cà lăm cà lăm tức quá gì ơi nói chuyện bị á khẩu gì thông cảm nha thì sau đó là hai vợ chồng nhỏ đại nghịch bất đạo này mới đưa anh chú tài này qua bên bây giờ kêu chú bây giờ già kêu đưa chú tài tài qua bên mỹ sống thì khi mà chú tài qua bên đó, đó chú tài rất là hạnh phúc tại vì thấy cháu mình bao nhiêu năm con gái mà nó đi theo chồng qua bên mỹ mình chưa bao giờ mình chỉ nghe nó lâu lâu nó điện về nó nói là nó có bầu rồi lâu lâu, lâu thiệt lâu cái nghe nó điện nó nói là nó sắp sanh rồi lâu thiệt lâu nghe nó nó đẻ rồi thì chỉ biết vậy thôi nhưng mà chưa có thấy được gọi là chưa có thấy được rồi ẩm được trên tay đứa cháu bây giờ được đi, đi qua bên Mỹ được hai đứa con bảo lãnh qua bên Mỹ rồi được ôm cháu trong lòng tự nhiên cái anh tài ảnh ôm theo lúc ảnh đi qua Mỹ anh có ôm theo cái tấm di ảnh của vợ anh nha anh đi đâu anh cũng đem theo di ảnh của vợ với của má anh theo á thì anh cũng lấy một cái di ảnh của má rồi di ảnh của vợ anh đem theo để trong vali để anh đem qua Mỹ đi đâu cũng ôm theo vậy đó quý vị thấy thương lắm thì qua tới nơi thấy đứa cháu nội uh, thấy đứa cháu ngoại ảnh thương anh ôm trong lòng anh mừng lắm cái gì thấy đứa cháu ngoại trai cưng ảnh thương lòng thì qua tới nơi quý vị con con nhỏ con gà con nhỏ đại nghịch bất đạo nó không đi ra sân bay nó đón mà để anh chồng nó đi đón quý vị coi chịu đời thổi không thằng ghế mà lại đi ra sân bay đón uh, ba ba vợ uh, mà lại xách uh, sách vali cho ba vợ rồi thương rồi lo cho ông ba mà đi về nhà thì đứa con gái cái mặt nó cứ trên mây và nó mặt nó giống như là nó bị uh, gió độc trúng nó hay gì cái mặt nó cứ chinh thỉnh chinh thỉnh trên mây dạng vậy á quý vị hình dung giùm em nó nhỏ này bởi nó là đứa con đại nghịch bất đạo mà thì khi về thì chú tài chú cũng không có quan tâm đâu miễn sao mình bây giờ à, chú cũng nghĩ bụng là hơi kệ đi dù gì mình cũng sĩ diện cho con gái mình nhiều khi con gái mình nó có người cha như mình nó cũng cảm thấy tuổi thôi mình cũng thông cảm nên là chú tài cũng không có trách đứa con gái một tiếng nào nha quý vị thì tới chừng qua đó thì nó mới uh, nó cũng thưa này kia vậy trong trọng trọng cho qua chuyện vậy đó rồi gia đình thì lúc đầu mới qua một hai tuần đầu cũng rất là hòa thuận nói chung cũng tương đối là hòa thuận với nhau thì tới một cái ngày hôm đó quý vị chú tài thì chú nói là chú đã quen ở dưới ở bên việt nam là mình hay đi làm ngoài chợ đi buôn bán ngoài chợ rồi đi ra đi vô hàng sớm đi ra đi đi ra chợ thì gặp người mà cô này cô kia chị này chị nọ nói chuyện bà này bà kia nói chuyện thì bây giờ quanh đây không có một chuyện làm mà cứ trong nhà suốt vậy quý vị sáng thì cháu nó cũng đi học hai vợ chồng nó thì đi làm một mình chú tài ở trong nhà buồn quá thì uh, trước đó chú cũng có nhờ thằng ghế chứ không dám nhờ con gái quý vị coi chiều đời nổi không nhờ là nhờ hàng ghế nha chú mới nhận gửi chỉ chú là nhấn nút sao à, lò vi sóng nhấn nút như thế nào rồi cái này cái kia trang thiết bị trong nhà đó xài sao để mà chỉ chú để chú biết chú ở nhà chú chú làm thì thằng gửi nó cũng chỉ quý vị nhưng mà một cái người già mà bị khù khờ như chú tài thì làm sao có thể nhớ được hết quý vị thì à, bây giờ ở nhà vậy á rảnh gỏi quá thì chú cũng muốn phụ con cháu à, làm chuyện gì đó chú mới thấy á, là giống như đồ ăn trong bếp bây giờ chiều nay nó không có đủ cho cái cử tối nay ăn chú mới vô, vô lục tủ lạnh rồi này kia cũng gã đông rồi này kia cũng này kia này kia tại thấy mỗi ngày mấy đứa con mình cuối tuần nó cũng hay như vậy chú cũng làm thao tác theo nhó vậy thì tới chừng bỏ vô nhấn nút cái nó hư đi quý vị nó hư cái cái lò vi sóng đi à, thế là cái con nhỏ con gái nó về nó dằn mâm sáng chén mà nó không dằn trước con chồng nó mà nó lôi chú tài vô phòng Nó là bà nó nói là ông làm ơn đưa ông qua bên đây là bất đắc dĩ rồi thì ông qua bên đây ông cứ ở yên như vậy đi ông không cần làm gì hết trơn á vẫn có người nuôi ông thì ông cứ ở yên như vậy đi ai bắt ông phải khổ đâu mà ông phải làm kiểu dạng vậy á nó, nó la chú tài quý vị thì chú tài cũng buồn lắm rồi lại tiếp tục là không làm gì rồi cứ ở trong nhà vậy hoài buồn quá mà cộng thêm là thấy đứa con gái mình qua bên đây hồi đầu chú tài cũng hy vọng trong lòng chú cứ tưởng á là con gái mình nó thương mình cho nên á là giống như bây giờ nó đã có con nó hiểu được cái tình cảm làm cha làm mẹ như thế nào cho nên giờ nó thương mình nó muốn bảo lãnh mình qua mỹ với nó chú lại một lần nữa gieo cái hy vọng vô là đứa con gái mình nó có hiếu nó thương mình nhưng mà ai ngờ đâu á sau này chú tài mới biết ra được là cái chủ ý mà bảo lãnh mình qua mỹ là do thằng rễ chứ không phải do đứa con gái mình một lần nữa chú tài bị thất vọng từ trên trời rơi xuống nữa quý vị tội nghiệp chú tài không thất vọng hết bao nhiêu lần vì cái đứa con gái bất hiếu này đại nghịch bất đạo thì bây giờ qua anh đây á ngày nào cũng xài xể chú tài chú tài làm cái gì nó cũng la chú tài làm cái gì nó cũng phải chỉnh sửa cái gì nó cũng nói là cha làm vậy không được làm cái kia không được à, à, kêu cha ngồi yên bất động đi khỏi cần làm gì mà ba cứ phải làm à, đó, nó nói những cái câu xài xẻ nặng nề thì chú tài buồn quá ngày hôm đó chú tài mới nói thủ thủy với thằng nha chứ không nói với con gái chú tài mới nói thôi bây giờ chú uh, cha ở bên đây cha ở chị chịu không có nổi mà bây giờ thôi con cho cha về việt nam đi chứ bây giờ uh, ở bên đây là ba thích nghi không có quen Ba ở đây nữa chắc ba chết sớm Thì chú Tài cũng nói thiệt tình với con rể nhờn tại ghế quý vị thì sau khi mà rể nói chuyện với con gái lại á con gái của chú tài nhỏ đại nghịch bất đạo hai chồng nói sao đó thì cuối cùng là đồng ý để trả chú tài về việt nam thì khi chú tài về việt nam thì đã có em trai mình em trai mình lại tiếp tục lo cho mình nữa thì lúc mà về á con nhỏ này nè nó có nói với ba nó một câu là nó cũng đóng phim trước mặt chồng nó thôi chứ không phải gì nó nói là ba về đi mỗi tháng con vẫn gửi tiền về cho để mà nuôi ba À, chu cấp tiền để cho chú có tiền chú đi chợ nấu nấu đồ ăn cho ba lo cho ba ba khỏi đi ra chợ ba bán nữa ba cực nhỏ để đóng phim với chồng nó vậy đó thì nó hứa trước mặt chồng nó nó nói là nó sẽ gửi tiền hàng tháng về để cho chú nó lo cho ba nó thì trong cái ngày hôm đó nó nói vậy á, thì chú tài mới mắc cái lời nói đó chú tài để trong lòng nghĩ là con gái mình á, nó bỏ mình về Việt Nam cho mình ở cũng được mình cũng sướng thoải mái hơn khi mình ở Việt Nam và nó cũng có phụ tiền mình vậy thì được rồi thì tới chừng về tới việt nam á thì chú chú tài cũng kể cho em trai mình nghe là bây giờ về á thì mai mốt con gái mà chú á, sẽ gửi tiền về giờ, giờ cho em trai mình nuôi mình vậy đó cũng kể cho chú tiến nghe thì chú tiến chờ hết tháng này qua tới tháng nọ không thấy đứa con cháu mình nó gửi tiền về quý vị không thấy mà chú tiến cũng ngứa miệng quá hỏi thì chú tài cứ ậm ừ chắc là tháng này nó kẹt tiền nên nó không đưa cho thôi đợi tháng sau biết đâu nó gửi đắp bồ hai tháng quý vị kiểu dạng vậy mà chú tiến cứ chờ 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 vậy là 4 tháng rồi từ ngày chú tài về việt nam không thấy con nhỏ này nó gửi tiền về hàng tháng như là lời nó nói chú tiến mới tức quá lúc đó thì chú mới mới bắt đầu là đi điện thoại ra bưu điện điện thoại qua bên mỹ kiếm con tiểu tiểu phụng này kiếm con nhỏ đại nghịch bất đạo này thì điện qua bên đó nó không bắt máy nó không nghe máy giống gì nó không nghe máy vậy gọi là coi như là nó im luôn bật vô âm tính từ lúc đó cho tới là coi như 3 năm luôn 3 năm sau nó không liên lạc gì về cho chú tiến cho, cho, cho với chú tài luôn À, thì coi như là mà nó cũng không về thăm nữa là chú tài coi như là càng ngày chú tài càng suy yếu suy yếu gì rồi bắt đầu là ngày nào á chú tài á chiều tới cũng nhắc cái ghế đẩu gì quý, quý vị biết dưới quê có cái ghế đẩu chiều tới là chú tài á cứ nhắc cái ghế đẩu đi ra trước cái sân nhà cái khoảnh giường á ngồi đó xong rồi cầm cây quạt mà quý vị biết ở dưới quê có cây quạt mà quạt đăng lá đó chú cứ cầm cây quạt đăng lá đó quạt chạch 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 xong rồi trên tay của chú á là chú ôm một cái anh bum hình trong cái album hình đó đó là tất cả những cái hình mà từ những cái hình mà còn nhỏ 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 mà những cái tấm hình mà được chụp ra hồi lúc còn nhỏ nhỏ, con 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 nhỏ con gái đại nghịch bắt đạo lúc nó còn nhỏ đó là những cái tấm hình hồi còn nhỏ với những cái tấm hình lúc nó đi học là chú tài đều để hết trong cuốn album đó và trong cuốn album đó bao gồm hình của nó nè, hình của vợ của chú tài nè, hình hình mà hồi xưa vợ chồng chú tài cưới nè, rồi hình trắng đen á, rồi hình luôn của má của chú tài nữa cái duy ảnh má chú tài nữa thì chú tài ôm cái cuốn anh bưng đó trong lòng quý vị chiều nào cứ đều đặn là chiều nào cũng vậy 5 giờ chiều nhắc cái ghế đẩu ra ngoài ngay chỗ khoảnh trước cửa nhà là cứ mở cái anh hình đó ra rồi coi mà coi từ cái lúc mà mở ra coi rồi khóc 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 đến nỗi mà bây giờ là hết nước mắt rồi bây giờ mở ra coi là chỉ có im và buồn thôi trầm lặng mà buồn thôi chứ không còn khóc được nữa nước mắt cạn rồi quý vị thì chú càng ngày chú Tài bắt đầu là bị bệnh Người ta nói là giống thứ bệnh mà bệnh trong tâm bệnh ra Bệnh đó không sống nổi quý vị ơi bệnh đó mau đi lắm Thà là bệnh bên ngoài bệnh vô thì quý vị còn cứu chữa được bằng thuốc hay là bằng này kia Còn mà bệnh từ trong tâm bệnh ra là nó chỉ có chữa bằng tinh thần được thôi quý vị nha Mà bây giờ tinh thần duy nhất của chú là có con nhỏ con gái đại nghịch bất đạo mà giờ nó đi luôn rồi đó thì chú tiến tức quá quý vị nhưng mà bây giờ cũng đâu có làm được cách gì đâu bây giờ nó ở bên mỹ bây giờ mình làm được gì nó quý vị thì chú Tiến mới nói với chú Tài á Bây giờ thôi thì bây giờ dù gì đứa con nó cũng coi như là con nuôi Hồi xưa thì mình cũng là nhận nuôi nhưng mà dạng như mình không có thủ tục giấy tờ Thì bây giờ coi như là nó đi rồi thì coi như là mình làm ơn làm phước mười mấy năm trời qua Bây giờ nó đi rồi cho nó đi luôn đi Anh đừng có buồn nữa Thì chú Tiến á muốn khuyên anh trai mình để trấn an nhưng mà chú Tài làm sao nhờ quên được quý vị Kỷ niệm là cái thứ mà nó gọi là nó sâu xé con người ta mà Thành ra là chú Tài ngày nào cũng cứ ôm vậy rồi tới ngày mà chú Tài nằm liệt giường luôn rồi đó Năm đó là chú Tài 60 tuổi quý vị Thì thật sự mà nói á, sống được 60 tuổi cũng gọi là thọ thời đó quý vị Cuối cùng á, thì chú Tài cũng đi theo vợ, đi theo ông bà quý vị ơi Mà khi mà chú Tài mất á, trước khi mà chú Tài mất á Chú Tài giống như là người người mà người ta sắp khuất á, người ta có linh tính đó quý vị thì chú mới kêu chú Tiến á, ra dấu cho chú Tiến là đưa cái album Em nói vậy mà cuộc đời của chú Tài là lúc nào cũng ôm cái album trong tay ôm mà đến nỗi nó cũ mềm luôn nó xúc lên xúc sổ nó, nó xúc sổ lên xúc sổ xuống vẫn ôm của anh bum đó mà tới ngày mất ổng vẫn ôm của anh bum đó nó rồi giờ ổng vẫn ôm nó trong lòng rồi ổng khóc theo thì tới chừng á mà ông này ổng mất cái ông tài ổng mất á thì chú tiến á cũng muốn đốt cái cuốn anh bum đó đi theo ổng lắm nhưng mà suy nghĩ lại là phải để lại cuốn đó đặng để cho cái đứa con đại nghịch bất đạo này một ngày nào đó nó có về đây mà khi mà mình còn sống á mình lấy cuốn anh bum này ra cho nó coi để nó nhìn nó để cho coi thử nó có cắn rất lương tâm không quý vị nên là chú tiến khăn khăng khăng là không có đốt của anh bùm đi theo còn con nhỏ đó là coi như nó đi luôn rồi quý vị nó không về tới bây giờ luôn nó cũng không về quý vị là bao nhiêu lâu ba nó mất tới bây giờ nhiều khi nó không biết ba nó mất luôn rồi quý vị có nghĩa là nó đi là nó đi luôn á nó con nhỏ đó là nó nói được làm được có nghĩa là nó nói, nó bỏ xứ nó đi là một khi nó bỏ cái quê nghèo là nó không muốn quay lại nữa là không quay lại luôn quý vị nếu như nó có cái lời thề trong lòng á con nhỏ đại nghịch bất đạo nó đi luôn rồi quý vị thì bây giờ là coi như cái câu chuyện đó nói chung á mỗi lần mà ai với quê á, mà hễ mà nhắc tới á cái chuyện mà tấm gương có hiếu là không ai lấy con nhỏ đó ra để làm tấm gương có hiếu hết mà ai cũng lấy ra để mà chỉ dạy cho con mình biết được đó là cái đứa con bất hiếu để mà dạy cho con người ta là phải có hiếu thì ở đây nếu mời kể câu chuyện này là tại sao nếu mời nói ngay từ đầu nếu mời ước con nhỏ này là tại vì nếu mời ghét nhất là đứa nào mà không có hiếu tại vì trong cuộc đời nữa, nếu mời nếu mời nghĩ nha bây giờ cha mẹ mình đẻ mình ra à mà bây giờ cha mẹ mình không đẻ đi mà cha mẹ mình chỉ là cu mang và nuôi mình từ nhỏ tới lớn thôi chỉ là cha mẹ nuôi thôi nhưng mà họ có công mà sinh thành hoặc là họ có công dưỡng dục mà mình còn bất hiếu đại nghịch bất đạo gì nữa thì mình đi ra đời mình còn thương ai thì bảo đảm là cái con người mà như vậy rồi là trong cuộc đời họ, họ họ chỉ biết thương bản thân thọ họ thôi chứ họ không biết thương những người xung quanh đâu em nói thẳng là vậy luôn như con nhỏ ông phụng này cũng vậy nó chỉ biết thương bản thân nó thôi một khi nó thoát khổ được rồi nó chỉ lo cho cái thân nó thôi và nó chỉ nghĩ tới cái sĩ diện của nó thôi nó không có nghĩ tới cái gì là cái tình thương hay là cái công sanh thành dưỡng dục của gia đình nó của ba mẹ vậy trơn nó chỉ biết trong đầu là cái tôi của nó quá là lớn nó nó sợ người ta biết được cha nó bị câm bị, bị điếc rồi cha nó bị khờ nó 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 cảm thấy nó nhục nhão đi đối với nó cái đó là cái nhục nhão đi tức là mọi thứ nó suy nghĩ nó đều hướng về cho bản thân nó không mà nó không bao giờ suy nghĩ cho người khác mà người khác đó là ai mình nói người khác thôi chứ thật ra người đó là cha là mẹ nó mà nó còn không suy nghĩ thì bây giờ là bây giờ em hỏi quý vị cô chú anh chị mình bây giờ còn ai dám nghĩ một cái đứa như vậy mà nó thương nó biết thương người khác nó thiệt ba mẹ nó nó còn không biết thương nó thương ai thành ra là em mới nói quý vị là nêu mời ghét nhất đứa nào bất hiếu mà giờ là coi như nhỏ này là vậy nêu mời đưa nó vô sổ bị đen nha quý vị ăn thì thú vị là đến đây thì cái câu chuyện hôm nay xin được phép khép lại à, mong rằng quý vị cô chú anh chị mình hiểu được cho cái nỗi niềm bức xúc của nêu mười đừng có trách nêu mười là nhỏ này sao hôm nay sân si thật ra đó mình sân si á là mình nói cái từ sân si đó có nghĩa là mình uh, kiếm chuyện với người ta mình sân si với người ta còn này nêu mười đâu kiếm chuyện đâu nêu mười này là nêu mười đang lên án và mình đang nói cái này là mình đang nói một cái điều gọi là gì điều chân thành mình khuyên rằng á uh, một con người sống á uh, bây giờ mình không cần uh, nghĩ là mình thương ai cho nó cao xa mình thương cha thương mẹ mình đây nè mà mình còn không thương nè mình nghĩ làm chi thương ai cao xa đó thành ra là nêu mười nói cái này là nói được điều thực tế hiện hữu chứ nêu mười không nói chuyện hư cấu hay là sân si chuyện nhà người ta quý vị ơi À, thì cái gì nó chướng con mắt mà nó chướng cái tay quá thì mình mình nói mình kể với quý vị cô chú anh chị mình nghe và cũng như là mình nhắc nhở là các bạn trẻ cũng như là 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 mọi người thì uh, làm gì làm mình cũng phải nghĩ tới cái chữ hiếu làm đầu đó kiếm tiền kiếm tiền cuộc sống mà ai không ham kiếm tiền ai không muốn là cuộc sống mình nó tốt hơn khá hơn giàu hơn đổi đời nhưng mà mình làm gì làm cũng phải nghĩ tới cha tới mẹ với trời tiền nó mời nói vậy thôi đó không nói gì nữa nha nói nữa quý vị nói đâu mười khẩu nghiệp <laughs> thưa quý vị là đến đây thì xin được khéo khép phép lại giờ thì xin chào và cảm ơn quý vị hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo